Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 182. Chương 1811, Tàng Kiếm Phong. Âm, kim cương vỡ tan, thế trận sụp đổ, tứ đại tăng vương từ trên trời rơi xuống. Trên mặt họ là vẻ mặt không thể tin được, họ có thể chấp nhận thất bại. Không lâu trước đây Lý Thanh Sơn mới chính diện đánh bại họ, nhưng mà thất bại thảm hại như vậy, không khỏi quá nhanh đi, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Kim cương phục ma trận là trận pháp mạnh nhất của Thiên Long Thiền, quang minh chính đại, không có chút sơ hở nào. Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối để đột phá chính diện. Mà sức mạnh mà Thiên Trưởng Lão thi triển ra nhỏ hơn nhiều so với Lý Thanh Sơn. Kiếm quang thuần tránh này cũng chỉ là hư chiêu mà thôi. Trong nháy mắt, hắn đã thử ra điểm yếu nhất của kim cương phục ma trận. Hắn lập tức bắt lấy sơ hở, phá ra bằng một đòn. Đột nhiên, hắn phát hiện ra, so với sức mạnh mạnh mẽ, điều càng đáng sợ hơn chính là kiếm đạo vô thượng vượt xa thế giới này. Kiệt 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 kiệt, trò lừa bịp giống như xiếc vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta, chết hết đi. Thiên Trưởng Lão thẻ cái lưỡi đỏ tươi ra, mười ngón tay uốn cong vẫy xuống phía dưới. Hàng ngàn kiếm quang, thắt cổ đại Phật, bịch, ầm. Rào bốn bị tăng vương đâm vào mái nhà của Đại Hùng Bảo Điện đang xây dựng, sau đó rơi mạnh xuống đất. Sắc mặt biến đổi đột ngột, nhưng sau đó lại lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, họ ngồi xuống giữa đống đổ nát và bụi bặm. Phạm Âm Tịnh Thế. Vô Úy Tăng ngồi quay mặt về hướng nam, hắn vung hai cánh tay ra, trong khi ba vị tăng vương khác ngồi quay lưng lại với hắn. Bốn người họ quay mặt về bốn hướng đông, tây, nam, bắc, làm ra những tư thế khác nhau, trong miệng thì niệm kinh văn. Phạm Âm Già Lam thể hiện phong thái bất khuất, đầu đội trời chân đạp đất, đến để bảo vệ cho Thiên Long Thiền. Phạm Âm bị âm thanh của kiếm lấn át, đột nhiên lại phát ra âm thanh cao vút, ẩn chứa trong đó là âm thanh của Thiên Long Thiền ca. Tứ đại tăng vương liên thủ với nhau để dùng toàn lực thôi thúc Phạm Âm Tịnh Thế trận. Nhưng chỉ giao chiến trong chốc lát, bọn họ liền biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Trưởng Lão. Chứ đừng nói đến việc bảo vệ Chấn Ma Điện, điều duy nhất bọn họ có thể dựa vào đó chính là Thủ Sơn Đại Trận, lấy trứng chọi đá. Thiên Trưởng Lão nhếch miệng cười rồi ấn hai tay xuống, Tàng Kiếm Phong cũng theo đó mà từ từ hạ xuống, bóng đen cũng vì vậy mà lan rộng ra. Hộ Pháp Già Lam vừa chạm vào thiên địa kiếm giới thì lập tức dậy sóng, giống như cái bóng phản biếu trên mặt nước khi gặp phải sóng dữ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn một cách khó khăn. Vốn dĩ tình hình sẽ không tệ như vậy, nhưng trận chiến vừa rồi gần như đã phá hủy hoàn toàn nền móng của Chấn Sơn Đại Trận. Tàng Kiếm Cung chủ dù không đạt được mục đích ban đầu, nhưng cũng đã loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất đối với việc tấn công Tàng Kiếm Phong. Phạm Âm vừa trở nên yếu ớt, còn núi đại, Phật dung chuyển dữ dội, các đền điện và lầu các sụp đổ mà không phát ra một tiếng động. Một vị tăng lữ kinh hãi nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi ướt ướt, đưa tay sờ thì thấy trên tay đỏ như máu, sau đó nhìn về bốn phía, trừ những tăng lữ đã vượt qua thiên kiếp, thì những lỗ chân lông trên toàn cơ thể của tất cả những người ở đây bắt đầu rỉ ra máu tươi, thấm ướt áo của họ, chỉ trong nháy mắt toàn thân đã nhuốm một màu đỏ của máu. Cho tới lúc này, hắn mới mơ hồ nghe thấy âm thanh của kiếm. Tuy rằng trận đại chiến trước đó không lâu đã khiến cho chúng tăng bị một trận kinh hãi rất lớn, nhưng những thứ đó là thật sự rất chân thực. Đó là một sức mạnh kinh khủng khó có thể chống lại được, mà độ sát thương nó tạo ra cũng không quá rộng, còn tất cả những thứ trước mắt lại giống như cơn ác mộng biến thành sự thật. Những khuôn mặt quen thuộc bê bết máu, trong lòng không thể tránh khỏi việc xuất hiện sự sợ hãi cực độ, lập tức đã có người hét lên điên cuồng, gây ra một chuỗi những tiếng hét nối tiếp nhau, từ đợt này đến đợt khác, biến thánh địa Phật Môn trở thành địa ngục Xâm La. Phạm âm một lần nữa vang lên cao vút, nhưng dường như lại bị những tiếng kêu gào làm cho vặn vẹo, không còn thể hiện ra sự thần thánh của nó nữa, mà giống như câu thần chú u ám. Ngay cả những vị tăng lữ vượt qua được thiên kiếp và tu vi bất phàm, thì tâm thần của họ cũng bắt đầu sinh ra dao động, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu. Sư huynh,
đây là ma âm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả các đệ tử đều sẽ phát điên mà chết. Bất Nộ Tăng trầm giọng nói, hắn đã chứng kiến vô số thủ đoạn của ma tộc, nghe qua rất nhiều ma âm quỷ dị, nhưng không thể so sánh được với âm thanh này. Nó có thể thâm nhập vào phạm âm tịnh thế trận, thậm chí gây méo mó phạm âm, thủ đoạn này quả thật là chưa từng thấy. Cố chịu đi, chờ Sở Vương bệ hạ đến cứu viện. Sắc mặt của Vô Úy Tăng đã tái nhợt, nhưng không chút dao động. Được. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1812, ý nghĩa nghệ thuật. Nhưng bây giờ lại có một nỗi lo lắng chưa từng nói ra, nếu kẻ địch mạnh như vậy thì Sở Liệt Vương có thật sự sẽ cứu được không? Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường màu đen, uốn lượn ngoằn ngoèo, kéo theo những đám mây đen bao phủ khắp bầu trời. Trong đó có móng vuốt lúc ẩn lúc hiện, lộ ra một cái đầu rồng uy nghiêm, tiếng rồng gầm giống nhất thời lấn át cả ấm thanh chói tai của kiếm, mây từ rồng, gió từ hồ. Tuy nhiên khi nhìn kỹ lại thấy mây đen đầy trời kia không phải là mây thật, mà giống như mực đặc tan trong nước, ẩn chứa trong đó là ý nghĩa nghệ thuật. Vô Úy Tăng vô cùng sợ hãi, Mặc Hải Long Vương trước nay luôn sống cô lập và không quan tâm đến thế giới bên ngoài, không ngờ cuối cùng hắn lại rời khỏi Mặc Hải, chỉ là không biết hắn là địch hay là bạn. Nếu như là bạn, thì đó thật sự là viện binh mạnh và hiếm có nhất, nhưng nếu là địch thì e là không ai có thể cứu được Thiên Long Thiền. Ngay sau đó hắn liền nói, Long Vương bệ hạ, yêu ma này muốn phá bỏ Trấn Ma Điện để dẫn ma vực vào xâm lược, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Mọi người trong thiên hạ đều sẽ vô cùng biết ơn ân huệ của ngươi. Thiên hạ chúng sinh thì có liên quan gì đến ta? Mặc Hải Long Vương nói, trong lòng của Vô Úy Tăng trầm xuống. Kiệt kiệt, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên mù nhà ngươi. Ngươi từ trong họa trùng thoát ra lâu như vậy rồi mà lại không đến giúp đỡ người quen cũ, thật đúng là không nghĩa khí. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, hãy liên thủ với ta đại náo một trận, để cho tất cả chúng sinh có thể nhìn thấy sự kinh khủng về tử vật của chúng ta. Thiên trưởng lão nói, tử vật. Mặc Hải Long Vương nói, mực đậm giống như mây đen đè xuống, giống như tơ như lụa, như núi non như thành lũy, biến hóa muôn màu, tăng thêm sự thanh tao và trầm mặc. Sao, tức giận rồi sao? Không lẽ người vẫn còn muốn giả bộ mình là sinh vật còn sống sao? Chúng ta đều biết, người không chỉ là vật chết, mà còn là một vật chết không lành lặn, bởi vì đến sự lành lặn cơ bản nhất lão già đó cũng không chịu cho người, cho nên người mới yếu như vậy. Nếu không chịu liên thủ với ta thì cứ đứng nhìn đi. Một ngôi sao đỏ xuyên qua bầu trời, Lý Thanh Sơn dùng tốc độ nhanh nhất lao vun vút về phía trước. Chỉ trong chốc lát đã bay được mấy ngàn dặm, núi Đại Phật đã ở trong tầm mắt, nhưng hắn đột nhiên nhíu mày. Mặc Hải Long Vương, sau đó lại lấy ra miếng ngọc phù truyền tin, Tiểu An, đến núi Đại Phật giúp ra một tay. Dù chỉ là hình ảnh phản chiếu từ Phi Thiên Hoàng Vương, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra được Tàng Kiếm Phong này chính là kẻ địch mạng trước giờ chưa từng có. Nếu thêm cả kẻ thù cũ như Mặc Hải Long Vương nữa thì đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến. Nhưng Tiểu An vẫn mãi không hồi đáp, hắn tạm thời không để ý tới mà đi tới núi Đại Phật, hắn hét lớn, này, vẫn chưa chết sao? Ha ha, không nhìn tên nghịch đồ nhà ngươi lần cuối, thì người làm sư phụ này sao có thể can tâm mà chết được? Bất Nộ Tăng phấn chấn cười nói, đây là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của hắn. Chờ chút, ta đến để cứu ngươi. Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, đang định bay về phía trước thì một cái đuôi rồng xuyên qua vân hải vung ngang bầu trời, cản đường hắn. Mặc Hải Long Vương quay đầu rồng trừng mắt nhìn hắn. Long Vương, đây không phải là nơi diễn ra trận chiến quyết định mà chúng ta đã hứa. Lý Thanh Sơn cảm thấy một áp lực lớn, dù hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Mặc Hải Long Vương là một kẻ địch đáng gờm, không thể coi thường. Nếu ngày thường hắn không ngại đánh trận để thử các phép thần thông mới, thì bây giờ hắn phải đặt tính mạng của Bất Nộ Tăng làm ưu tiên lớn nhất. Mặc Hải Long Vương không nói lời nào, sừng dài màu đen không có gió mà tự lay động. Trong sự yên lặng này, vân hải khắp bầu trời cũng ngưng tụ lại. Làm tốt lắm, ngăn cản tiểu tử này,
chờ ta giết những con lừa chọc này, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Thiên trưởng lão nở một nụ cười độc ác, kích hoạt thiên địa kiếm trận, những khi thanh trường kiếm lần lượt xoay tròn, hội tụ lực lượng càng lúc càng mạnh, sắp sửa phá hủy hoàn toàn Phạn Âm Tịnh Thế Chấn. Câm miệng, Mặc Hải Long Vương gầm lên một tiếng, vân hải dâng trào, xông vào trong thiên địa kiếm trận đem thiên địa ảo cảnh nhuộm thành màu đen. Tốc độ vận hành của kiếm trận lập tức trở nên chậm chạp, đừng bao giờ đánh đồng ta và ngươi. Lý Thanh Sơn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mặc Hải Long Vương cũng sẽ đứng về phía hắn. Mặc Hải Long Vương dường như nghe được tâm tư của hắn, quay đầu lại nói, Lý Thanh Sơn, cái này không phải giúp ngươi. Muốn nói sao thì nói. Lý Thanh Sơn cười cười, tiến lên một bước, hai đại yêu vương nghênh chiến với tàng kiếm. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1813, Vân Hải. Vân Hải đen như mực, Mặc Hải Long Vương bay vút như con thoi, lúc ẩn lúc hiện, hắn cuồn cuộn trong Vân Hải rồi lao về phía Tàng Kiếm Phong. Lý Thanh Sơn khẽ bước trong hư không một cách từ tốn, không nhanh cũng không chậm, mỗi một bước tiến lên là thân hình của hắn lại tăng lên gấp 10 lần. Hư không bị chấn động và phát ra những tiếng vang vọng giống như tiếng trống trận, mỗi lúc một lớn hơn. Lúc này trong lòng Tứ Đại Tăng Vương đã yên tâm, có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy thì không có gì phải sợ hãi nữa. Bây giờ họ lại cảm thấy vô cùng hoang đường, Thiên Long Thiền bài trừ yêu tộc, nhưng đến cuối cùng lại cần đến hai đại yêu vương đến giải cứu. Sắc mặt của Vô Úy Tăng khẽ thay đổi, hôm nay thiên hạ đại loạn. Bất cứ lúc nào ma vực cũng có thể tiến đến xâm lược với quy mô lớn. Tất cả những thứ trước mắt hiện giờ mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Ngay lúc này, việc loài người và loài yêu mâu thuẫn với nhau chỉ là chuyện thứ yếu. Nếu không thể tập trung được hết toàn bộ lực lượng của thế giới này thì e là Thiên Long Thiền nên thay đổi sách lược, nếu không sẽ đi vào vết xe đổ của người khác. Lý Thanh Sơn không khỏi có chút xúc động, thế sự đúng là biến hóa khôn lường. Hắn không ngờ kẻ thù lớn nhất lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất, Mặc Hải Long Vương quả nhiên là trợ thủ hàng đầu. Trên mặt thiên trưởng lão không hiện lên chút sợ hãi nào, hắn bĩu môi nói, thật đáng tiếc, ngươi vẫn không thoát khỏi được ý chí của lão già đó. Trông vẻ bề ngoài thì nhìn ngươi như một con rồng, nhưng thật ra ngươi là một con chó, không, thậm chí còn không bằng một con chó, nếu là chó thì vẫn có thể sủa vài tiếng theo ý muốn của mình. Còn tất cả những hành động của ngươi đều là bắt bước một cách vụng về mà thôi. Dù là rồng hay là chó, cũng không đến lượt ngươi đánh giá. Vậy kiếm ý của ngươi là từ ý chí của ai? Mặc Hải Long Vương hỏi ngược lại bằng giọng uy nghiêm và oai phong, như thể một con rồng thật sự. Thật nực cười, có lẽ ngươi cũng biết người luyện ra ta đã chết như thế nào, bây giờ ta vẫn còn nhớ mùi máu của hắn. Ngược lại ngươi thử giết lão già đó cho ta xem. Dù là lão già đó cũng không có cách nào thay đổi được kiếm ý của ta. Thiên trưởng lão ngạo nghễ nói, phải phản bội chính mình để chứng minh sự tồn tại sao? Đúng là một kẻ đáng thương. Nếu ngươi thực sự là một người luyện kiếm thì đã sao? Có thể chứng minh rằng ngươi không phải do tự tay hắn tạo ra sao? Chẳng lẽ ngươi mạnh hơn một con chó sao? Nếu như một con chó từ chối thừa nhận việc hắn là chó, chỉ có thể trở thành một con chó điên mà thôi. Lý Thanh Sơn lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Là ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Thiên trưởng lão giống như bị sát muối vào vết thương hở, sắc mặt trở nên méo mó vặn vẹo. Thiên địa kiếm cảnh xuất hiện một trận hỗn loạn, hắn co rút lại rồi lùi về phía sau giữa vân hải đen kịt đang dâng lên. Mặc Hải Long Vương như có điều suy nghĩ, mỗi khi có một ý nghĩ nào đó xuất hiện, hắn đều phải cân nhắc xem đó có phải xuất phát từ bản thân mình hay không. Điều này quả thực là một quá trình cực kỳ đau khổ, từ sau khi những tử vật của bọn họ bắt đầu phát huy trí tuệ thông minh. Việc làm thế nào để sống chung với suy nghĩ bẩm sinh trở thành vấn đề lớn nhất, bất luận là thuận theo hay phản kháng đều tồn tại những mâu thuẫn rất lớn. Thoạt nhìn Lý Thanh Sơn là một sinh linh, nhưng lại có thể nói ra câu mấu chốt của vấn đề như vậy. Quả thực thể không tin được với độ tuổi này mà có được tu vi như vậy. Xem ra đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bớt nói nhảm đi.
thân hình của Lý Thanh Sơn đã đạt tới hơn 700 thước. Hắn vung thanh mạt lộ cuồng hoa đao một cách hung hãn chém về phía Tàng Kiếm Phong. Trong đao cương ẩn chứa một lực chấn động, nó để lại một đường màu đen, dường như đến hư không cũng bị chém thành màu đen. Chết! Khuôn mặt của Thiên Trưởng Lão ngày càng hung dữ. Hai tay đột nhiên mở ra, tai, mắt, miệng, mũi bắn ra một tia ánh sáng của kiếm rồi hợp thành một. Trong nháy mắt đã xuyên qua lồng ngực của Lý Thanh Sơn, sau đó xuyên thấu qua những đám mây màu đen rồi mới tiêu tán. Dường như hắn không có thời gian phản ứng, da rẻ và máu thịt dễ dành bị tiêu biến, chỉ lộ ra xương cốt, nhưng sau đó cũng run rẩy rồi hòa tan trong ánh sáng của kiếm. Lý Thanh Sơn mặc nhiên không để ý tới, hai tay nắm chặt chuôi đao, chém vào trong thiên địa kiếm trận. Vô số những cây trường kiếm vỡ vụn khi chạm vào lưỡi đao, tuy rằng thế, kiếm đã vì vậy mà chậm đi rất nhiều, nhưng nó không bất động một chỗ mà hung hăng chém về phía Thiên Trưởng Lão. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1814, chỉ có vậy thôi sao? Bùm! Một tiếng nổ lớn, cuồng đao chém lên Tàng Kiếm Phong, để lại trên đó một vết chém rất sâu. Các vết nứt nhanh chóng lan rộng, và sau đó là những khối đất đá lớn đồng loạt sập đổ. Tuy rằng Thiên Trưởng Lão tránh được một đao đó, nhưng mục tiêu ban đầu của Lý Thanh Sơn không phải hắn, vì hắn sớm đã nhìn ra Thiên Trưởng Lão chỉ là một con rối. Nói cách khác là nô lệ của kiếm, kẻ thù thực sự chính là Tàng Kiếm Phong này. Lồng ngực Lý Thanh Sơn đang cháy lên ngọn lửa của Phượng Hoàng, hắn dốc hết sức lực lấp đầy lỗ hổng lớn. Tàng Kiếm Phong quỷ dị này quả nhiên là mạnh như dự đoán trước đó. Nếu không có Mặc Hải Long Vương khắc chế thiên địa kiếm trận và thiên địa kiếm cảnh, dù hắn có dùng toàn lực cũng không cách nào đối phó được. Loại sức mạnh này đã vượt xa những đại tu sĩ bình thường, tiến vào một cảnh giới cao hơn. Nếu như hắn chiến đấu một mình thì gần như không có cơ hội chiến thắng. Có đồng đội mạnh là điều thật sự rất quan trọng. Chỉ có như vậy thôi sao? Lý Thanh Sơn cười hà hà, sau đó chém về phía Tàng Kiếm Phong. Giữa hai lông mày chợt lóe lên một điểm ánh sáng. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác bị uy hiếp mạnh mẽ, nên vội vào thu đao về để ngăn cản. Bùm! Một tia kiếm quang bắn phá vào lưỡi đao, ngàn vạn tia sáng từ đó chiếu ra, giống như hoa kiếm rực rỡ, uy lực của mỗi tia sáng đều gần bằng uy lực của một đại kiếm tu. Thân hình to lớn của Lý Thanh Sơn cũng lui về phía sau, hai chân cào trên mặt đất thành hai cái khe sâu, chân phải chống phía sau và làm đổ một ngọn đồi. Vừa mới dừng lại còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy hàng ngàn tia sáng tấn công tới. Chúng tấn công vào điểm yếu trên cơ thể, đường kiếm huyền diệu, không cách nào tránh được. Hồi quang phản ảnh, Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói, từng mảnh linh quy huyền giáp dâng lên, tạo thành một khối hình cầu hoàn mỹ, thu tất cả tia sáng lại rồi bắn về phía Thiên Trưởng Lão. Mặc Hải Long Vương không kìm được mà nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rõ ràng cảm giác được rằng hắn đã mạnh lên rất nhiều so với lần giao chiến ngày đó. Tốc độ tiến bộ này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn đẩy tất cả mây đen về phía trước, tiến thêm một bước nhuộm đen thiên địa kiếm cảnh. Áp chế thiên địa kiếm cảnh, hắn biết rất rõ trận này hoàn toàn không cần hắn tấn công chính. Sắc mặt Thiên Trưởng Lão có chút thay đổi, thân là yêu quái, phép thần thông của Lý Thanh Sơn có chút hơi quá. Hắn dùng hai tay đẩy về phía trước, thu hết tất cả kiếm quang vào trong lòng bàn tay, hai tay giống như cái lồng trống, ngưng tụ kiếm. Quang thành một quả cầu ánh sáng, sau đó lại dùng lực vung mạnh một cái đẩy vòng tròn kiếm quang đó ra, xua tan mây đen dày đặc. Lấy một chọi hai, đồng thời duy trì sự áp lực đối với Tứ Đại Tăng Vương, mà không chút mảy may chùn bước. Tiểu tử, thanh kiếm này rất lợi hại. Nếu không có kiếm chủ tương xứng, ngươi căn bản không phải đối thủ. Từ trước đến nay, khi trong trận chiến cuồng hoa đao hồn rất ít khi nói chuyện, nhưng bây giờ không nhịn được mà nói. Hắn sẽ nhanh chóng có kiếm chủ thôi, nhìn ta trấn áp và khắc chế hắn. Lý Thanh Sơn nói, sao ngươi dám, ta giết ngươi. Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi, đi thôi, cuồng đồ mạt lộ. Lý Thanh Sơn cười ha hả,
người và đao hợp nhất, cuồng đao loạn vũ xua tan kiếm quang gào giết mà phi tới. Từng bước tiến tới tàng kiếm phong, âm thanh đao cương và kiếm khí va chạm vào nhau giống như sấm sét. Đúng lúc này, phía chân trời lóe lên một màu đỏ, một đường sáng màu đỏ thẫm ầm ầm đánh vào tàng kiếm phong. Lý Thanh Sơn liếc mắt qua. Một chiếc tàu chiến màu đỏ tươi rất giống với Kim Ngân Vương phi nước đại về phía đó. Sở Liệt Vương đứng gác trên thuyền, dưới chân là vũ khí cơ giới lợi hại nhất của Thanh Châu Xích Long Vương. Tàng kiếm cung bị đánh lệch đi, nổ ra một cái hố to, khiến cho một lượng lớn đất đá đổ sụp nứt vỡ. Chỉ xét riêng về lực phá hoại, thứ vũ khí mà chỉ vương của một châu mới có được này thực sự mạnh đến mức kinh hãi thế tục. Có thể nói, đây mới là trạng thái mạnh nhất thực thụ của Sở Liệt Vương. Bởi vì khác với yêu tộc, từ trước đến giờ nhân tu luôn không tiếc sử dụng ngoại vật. Ngay cả kiếm tông chú trọng nhất là tu vi tự thân cũng cần một thanh bảo kiếm tuyệt thế, mà Xích Long Vương chính là kiếm trong tay Sở Liệt Vương. Lý Thanh Sơn cũng không khỏi cảm khái, nếu Xích Long Vương này có mặt trong trận chiến ngày đó thì cũng chưa biết thắng bại ra sao đâu. Sở Vương bệ hạ, lâu rồi không gặp, người có khỏe không? Hắn tươi cười lên tiếng chào hỏi, nhưng với cái miệng đầy răng nanh nên trông vẻ mặt hắn trông rất dữ tợn. Sở Liệt Vương liếc mắt nhìn hắn, chắp tay nói, đến muộn một bước rồi, đa tạ Long Vương tới đây giúp đỡ. Ta cũng không giúp đỡ ngươi, không cần cảm ơn. Long Vương Mặc Hải thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1815, truyền âm. Đương nhiên ta biết điều đó, có cảm ơn hay không là do ta, không liên quan gì đến ngươi. Sở Liệt Vương rừng rưng nói, hà, hai người này. Lý Thanh Sơn mỉm cười trong lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, đã đi đến được nước này thì ai cũng sẽ tự có chút kiêu ngạo, không tùy tiện giống như hắn. Vì vậy mà một nhân vương, một yêu vương cùng với một tên nửa người nửa yêu không hẹn mà cùng đứng trên một chiến tuyến, mặc dù giữa họ vẫn còn tầng tầng mâu thuẫn. Ba vị cường giả Thanh Châu tuyệt đỉnh hợp lực, hình như trận chiến này còn chút hồi hộp nào rồi. Đám chết tiệt các ngươi. Thiên trưởng lão ổn định thân hình, vẻ mặt càng ngày càng vặn vẹo không phải người, còn chưa nói xong, thiên thu nhập hỏa. Long Vương Mặc Hải xoay tròn rồi bay vút lên, trời đất trắng xóa. Ngoại trừ mây đen như giống như cùng với Mặc Long Anh Dũng bay vút ra thì tất cả cảnh vật khác đều biến thành màu trắng xám. Dường như bày ra một bức tranh rộng lớn, trời cao biển rộng bao la từ cổ chí kim để được vẽ hết vào trong tranh. Mạt lộ cuồng đao, huyết nguyệt giáng lâm. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn múa đao ngàn lượt, một vòng đao cương hình cung phá không mà tới, đỏ tươi như máu và rừng rực như lửa. Như một vầng trăng máu từ trên trời giáng xuống, không thể nghịch chuyển, không gì ngăn cản được, trở thành một sự tồn tại sáng chói nhất trên bức tranh trắng xám. Sở Liệt Vương bay lên trời, Xích Long Vương lại gầm thét giận dữ, chủ pháo ở đầu chiến hạm phun ra một đạo xích quang, dễ dàng tựa như là long hỏa thực thụ. Vừa hủy diệt tất cả mọi thứ, đồng thời hắn xoay tay phải lại rồi giơ tiểu đỉnh cổ kính tang thương lên, bày ra một mảnh lĩnh vực ở chân trời. Không những không mâu thuẫn với bức tranh của Long Vương Mặc Hải, mà trái lại còn tăng thêm một bậc uy lực cho nó. Không truyền âm cũng không có sự trao đổi ánh mắt, Lý Thanh Sơn, Sở Liệt Vương và Long Vương Mặc Hải cùng ra tay, nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý, tựa như đã luyện tập cả ngàn vạn lần. Khi bức tranh mở ra, Thanh Châu đỉnh đè xuống, thiên địa kiếm cảnh lại có xu thế sụp đổ tan rã. Vạn thanh trường kiếm cũng trở nên yếu ớt vô lực, hoàn toàn áp chế thiên địa kiếm trận, màu đen cũng theo đó mà lan tràn, nhuộm tàng kiếm phong xanh đậm thành màu đen, dường như biến thành núi sông trong bức tranh. Cùng lúc đó, huyền nguyệt cũng rơi xuống tàng kiếm phong, mãi đến tận khi xích quang hung ác oanh kích ở trên ngọn núi, mới lặng lẽ nứt ra một vết đao trơn nhẵn. Vô số lỗ kiếm trên tàng kiếm phong bắn ra vô số đạo huyết quang, huyết nguyệt trong ngọn núi nổ tung, hóa thành trăm nghìn đạo đao cương cuồng liệt, như bẻ cành khô. Chỉ một thoáng, trên tàng kiếm phong chẳng chịt vết nứt, huyết quang dịch chuyển ở bên trong, dung chuyển kịch liệt tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lý Thanh Sơn nghĩ thầm,
Sau khi hai cường địch này giúp đỡ thì dường như trận chiến này trở nên đơn giản đến quá đáng. Bốn vị Tăng Vương ngước nhìn bầu trời còn như thủy mặc sơn sơn mà đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là uy lực một đòn hợp sức của họ. Vừa nãy vẫn còn khó mà chống lại được Tàng Kiếm Phong, giờ thì Tàng Kiếm Phong lại gần như sụp đổ chỉ với một chiêu. Đúng là có cường giả như vậy mới khiến công cuộc xâm lược của ma vực lần lượt thất bại. Vốn dĩ họ còn định phối hợp với Sở Liệt Vương để công kích Tàng Kiếm Phong, chỉ là phản ứng thoáng chậm một chút nên lại xuất hiện tình cảnh thế này, nên cũng triệt để yên lòng, chuẩn bị bảo vệ Thiên Long Thiền Viện. Nhưng đột nhiên Tàng Kiếm Phong gần như sụp đổ lại biến lớn cấp tốc, dùng huyết tế kiếm. Thiên trưởng lão hợp song trưởng lại, y phục bay ra hóa thành bột mịn, da rẻ cũng nứt toạc theo, máu tươi bắn tung tóe hòa vào bên dưới Tàng Kiếm Phong, giúp Tàng Kiếm Phong lập tức vững chắc. Nhưng mà toàn thân Thiên trưởng lão không có chút da nào, lộ ra cơ thể huyết nhục, lại không nhìn ra dáng dấp lúc trước. Như ác quỷ bỏ ra từ huyết trì trong địa ngục, đây chính là nỗi bi ai của kiếm nô, bất cứ lúc nào cũng nên hy sinh tất cả vì kiếm hồn. Vạn kiếm quy tông. Thiên trưởng lão trồng cây chuối, một tay hung ác cắm vào trong Tàng Kiếm Phong tựa như nắm chặt một thanh cự kiếm, ngàn thanh trường kiếm bay ngược về, thiên địa kiếm trận đột nhiên co rút lại, xoay chuyển cuồng liệt. Tứ đại tăng vương hợp lực nghênh đón, nhưng phản âm tịnh thế trận suy yếu đến cực điểm chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn thì đã tuyên bố tan rã triệt để. Khi đối mặt với cảnh tượng khủng bố giống như tai họa ngày hôm nay, bản năng nói cho họ biết phải tránh xa ngay lập tức, bằng không chắc chắn phải chết. Nhưng dưới chân họ chính là căn cơ ngàn năm của Thiên Long Thiền Viện, cả tòa Đại Phật Sơn trực tiếp bị Tàng Kiếm Phong nổ ở phía trên đến mức muốn sụp đổ. Các đệ tử đều phải chết vì núi lở, cho nên bốn người họ đều không động đậy gì. Vô Úy Tăng nói, hôm nay dùng thân tuấn tự, không phụ thiền tâm, không phụ Phật ta. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 1816, Ngươi còn không đi. Ba vị Tăng Vương thì thầm theo, không phụ thiền tâm, không phụ Phật tà. Kim quang chói lọi, tứ đại Tăng Vương đều hóa thành kim cang trăm trượng, giơ cao hai tay đón lấy Tàng Kiếm Phong. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng không oanh kích mãnh liệt như trong tưởng tượng, chỉ thấy bên cạnh có hai cây cột màu đen dựng thẳng. Nhìn theo cây cột lên trên thì thấy là một vị ngưu ma đầu đội trời chân đạp đất đang dùng cánh tay nâng cả tòa Tàng Kiếm Phong. Thanh Sơn, Bất Nộ Tăng nói, các ngươi còn không đi. Lý Thanh Sơn nhếch nhếch khóe miệng, xương cốt trên người kêu vang răng rắc. Dù hóa thành ngưu ma biến và thi triển các loại thần thông ngưu ma, nhưng cũng khó mà chống chọi được với áp lực của Tàng Kiếm Phong, xương cánh tay nát tàn, cột sống gãy ngoằn ngoèo. Máu thịt thì càng khỏi phải nói, hòa trộn với đất đá của Tàng Kiếm Phong, hóa thành liệt hỏa mà bốc lên. Chỉ thấy hắn móc đôi sừng trâu vào đỉnh núi, gắt gao chống đỡ, đôi móng trâu lún sâu xuống Đại Phật Sơn, đầu Phật rạn nứt sụp đổ. Vô Úy Tăng cũng lộ vẻ xúc động, nghiêm mặt nói, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một mạng. Sau đó hắn cất cao giọng ra mệnh lệnh, các đệ tử nghe lệnh, mau chóng rút khỏi Đại Phật Sơn. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng họ khó mà tiếp tục nhúng tay vào trận chiến này, gần như lệch một cảnh giới. Với Tàng Kiếm Phong, chỉ có cường giả tuyệt thế đạt đến thiên kiếp thứ ba đỉnh phong như Long Vương Mặc Hải thì mới có thể liên thủ để phân cao thấp, những người khác tới cũng là chịu chết uổng. Đồ con dẹp nhà ngươi, xem ta nghiền nát ngươi như thế nào. Thiên trưởng lão nói, giờ cũng không phải là giọng hắn nói nữa, mà là toàn bộ Tàng Kiếm Phong đang gào thét. Ầm 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 ầm, thân thể cao lớn của Lý Thanh Sơn gần như bị ép vào trong Đại Phật Sơn, toàn thân phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn liên miên, nhưng biểu cảm càng ngày càng kiên nghị, trầm giọng nói, tới. Một tiếng rồng ngâm vang lên, mây đen bắt đầu tuôn ra và tập trung ở bên cạnh Lý Thanh Sơn, cùng nâng Tàng Kiếm Phong lên. Còn Long Vương Mặc Hải thì phi thân quấn quanh trên Đại Phật Sơn. Ngũ hành điên đảo. Sở Liệt Vương bước một bước lên Tàng Kiếm Phong rồi vỗ một chưởng về phía Thiên trưởng lão.
một tay thiên trưởng lão xen vào trong tàng kiếm phong, một tay bấm thành kiếm quyết. Mặc dù trong tay không có kiếm nhưng dường như nắm trọn cả thiên địa kiếm cảnh trong lòng bàn tay. Kiếm trưởng giao chiến ngàn lần trong thời gian ngắn, mặc cho tư thế quái dị và thân hình không thể xê dịch, nhưng không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào. Dư âm còn làm dấy lên một trận bão táp. Một chiếc đầu rồng to lớn màu đen vọt lên từ phía đông của tàng kiếm phong, nhào tới mà cắn. Thiên trưởng lão chĩa kiếm vào Sở Liệt Vương, đùi phải thì vặn vẹo theo một góc độ quỷ dị, hung ác đạp trên đầu rồng. Đầu rồng bỗng hóa thành hình người, đó chính là vị Mặc Vô Ngân mà hắn từng gặp, chỉ thấy tên này vung tay áo một cách tiêu sái rồi chém một kiếm xuống. Chen, một tiếng kim loại vang lên, máu thịt trên đùi phải thiên trưởng lão bay sạch, xương đùi hóa thành mũi kiếm cản lại mũi kiếm. Chân trái của hắn cũng xòe ra như vậy, ánh kiếm lóe lên. Xích quang rồi rào mà xích long vương bắn ra bị chia làm hai, góc độ cũng theo đó mà biến hóa, chia ra đánh về phía Sở Liệt Vương cùng với Long Vương Mặc Hải. Sở Liệt Vương đánh một trưởng ra, hư không trước mắt lập tức vặn vẹo, xích quang chách ra bay về phía chân trời. Thân hình Long Vương Mặc Hải bồng bềnh như mực, thong dong tránh né xích quang, bỗng một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phía sau cách hắn mấy chục dặm. Chỉ thấy một đám mây hình nấm phóng lên trời, vòng tròn sóng khí cuộn tung một đám mây đang lùi về phía chúng tăng. Bốn vị tăng vương đều khó nén vẻ kinh ngạc, loại kiếm pháp này thực sự khó mà tin nổi, lúc nãy thua trong một chiêu tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói là may mắn. Trong tàng kiếm phong phát ra tiếng cười quái dị vặn vẹo, tràn ngập các loại cảm xúc hỗn loạn như phẫn nộ, sảng khoái, căm thù, ác độc, khiến người ta khó mà nhận biết, tựa như tiếng cười ha hà của kẻ điên loạn, hiệu quả lại như ma âm rót vào tai. Chúng tăng dồn dập ngã ra đất mà ôm đầu gào lên đau đớn, đám tăng vương thì vội vã thi triển Thiên Long Thiện Sướng, mới giúp môn đồ đệ tử không đến nỗi mất mạng. Trong gió lốc, thiên trưởng lão hoàn toàn không còn hình người lấy một địch ba, đại chiến với ba đại cường giả tuyệt thế. Ảo cảnh đan xen, biến ảo mê ly, khi thì là bức tranh khoáng đạt, khi thì là vạn vật thanh châu, nhưng trước sau vẫn không thể chôn vùi triệt để thiên địa kiếm cảnh. Có Long Vương Mặc Hải và Sở Liệt Vương hỗ trợ nên Lý Thanh Sơn cảm thấy nhẹ hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tàng kiếm phong đè chặt trên người hắn khiến hắn gần như không thể động đậy, nuốt chửng máu thịt xương cốt của hắn. Cánh tay hắn gần như biến thành một đống bùn nhão, dựa cả vào sức chống đỡ của thân thể. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1817, kiếm phong, kiếm trận, kiếm cảnh. Dù có sự giúp đỡ mạnh mẽ đến đây thì tu vi bản thân không đủ cũng chỉ là uổng phí, hắn chưa bao giờ là hạng người dựa dẫm vào người khác. Lý Thanh Sơn cúi đầu, hít sâu một hơi rồi phát ra một tiếng châu giống thâm trầm, sau đó đầu châu hung ác đánh về phía tàng kiếm phong. Thiên trưởng lão bỗng mở to hai mắt, không ngỡ hắn đã tới tình cảnh này mà còn có sức mạnh để phản kích, hơn nữa đòn phản kích này còn mạnh và liều lĩnh như vậy. Một tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên, tàng kiếm phong vỡ nát ầm ầm, một vòng sóng khí bao phủ ngàn dặm, vạn viên đá tảng bay vụt như mưa. Xương sọ Lý Thanh Sơn vỡ tan, máu tươi giàn giụa đều hóa thành liệt hỏa cháy hừng hực, tựa như ý chí chiến đấu chưa bao giờ tắt. Hắn đạp lên Đại Phật Sơn đã sụp đổ hơn nửa, thân thể thẳng tắp mà ngẩng đầu gào thét, đến ép chết ta đi. Chúng tăng ngóng nhìn Đại Phật Sơn mà chợt dâng trào chí khí, khó tự kiềm chế. Sở Liệt Vương và Long Vương Mặc Hải nhìn nhau, đều thấy được ý quả là như thế từ đối phương. Ai có thể đoạt đi khí thế như vậy chứ, vì đây là sự kiêu ngạo của hắn. Uy lực nghiền nát tàng kiếm phong đánh bay mây đen cuồn cuộn. Một tia nắng rơi xuống người Lý Thanh Sơn, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú lên trời mà lặng lẽ nói, để ta xem bộ mặt thật của ngươi đi. Một thanh kiếm cực kỳ quái dị lơ lửng trong ánh mặt trời, chuôi kiếm lồi lõm, thân kiếm cong queo vặn vẹo, nếu không có kiếm khí uy nghiêm đáng sợ kia thì gần như khó mà phán định đây là một thanh kiếm. Tựa như là một phế phẩm luyện chế thất bại trong một đỉnh lô vậy,
khiến cho người ta không thể cảm thấy thoải mái, tự nhiên sinh ra cảm giác bài xích chán ghét. Nhưng chính thanh kiếm này đã điều khiển thiên địa kiếm cảnh, thi triển thiên địa kiếm trận, nô dịch thiên trưởng lão, phóng tầm mắt khắp cửu châu thiên hạ cũng khó có binh khí nào sánh được với nó. Lý Thanh Sơn bỗng hiểu ra, tàng kiếm phong to lớn nguy nga kia chỉ là vỏ kiếm mà thôi, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc, có lẽ đây mới được tính là bắt đầu. Kiếm rơi như mưa, trường kiếm tạo thành thiên địa kiếm trận dồn dập hạ xuống từ bầu trời, cũng không phải triển khai tiến công mà giống như bị bỏ đi hơn. Điều khiển đám rác rưởi này thật là lãng phí tâm lực. Thiên trưởng lão dùng một bàn tay hiếm hoi còn sót lại nắm chặt chuôi kiếm, thân thể theo đó mà vặn vẹo, trở nên càng dị dạng hơn. Tựa như một món đồ gắn vào kiếm, chỉ dùng để thích ứng hình dạng của kiếm, phát huy uy lực của kiếm mà thôi. Còn có cảnh giới chó má của lão nhân kia, cút ngay cho ta. Thiên trưởng lão vung kiếm lung tung, dưới sự hợp lực áp chế của Sở Liệt Vương và Long Vương Mặc Hải, thiên địa kiếm cảnh chưa từng sụp đổ cũng bị chôn vùi trong nháy mắt. Kiếm phong, kiếm trận, kiếm cảnh. Tất cả mọi ngoại vật đều bị gạt bỏ, chỉ còn dư lại một người một kiếm sừng sững ở phía chân trời, hoặc có thể nói chỉ có một thanh kiếm mà thôi, thanh kiếm mà các tiên nhiên chán ghét. Nhưng Lý Thanh Sơn, Sở Liệt Vương và Long Vương Mặc Hải đều cảm nhận rõ rằng giờ phút này nó càng mang đậm tính uy hiếp hơn bất cứ lúc nào. Chẳng qua họ không hề sợ hãi, nếu như ba họ hợp lực còn không đối phó được một thanh kiếm thì đó mới là chuyện cười lớn khắp thiên hạ. Có lẽ nó có thể chiếm thế thượng phong trong chốc lát, nhưng không thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Không thể không thừa nhận rằng, nếu xét theo tiêu chuẩn của thế giới này thì các ngươi đều rất mạnh. Nếu đổi một chỗ khác thì đúng là hơi phiền phức, nhưng rất đáng tiếc rằng nơi này là Đại Phật Sơn. Từ lúc ban đầu các ngươi đã không có chút phần thắng nào. Được rồi, trò chơi kết thúc ở đây. Ha ha, hiện tại ta muốn chém Chấn Ma Điện. Thiên trưởng lão nói liên miên, bỗng trở nên hợp tình hợp lý. Nhưng thân thể hắn dần tan ra rồi hòa vào trong tiên khí kiếm, bị kiếm nuốt chừng. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái đầu, một tiếng cười khẩy biến mất ở phía chân trời, len lỏi vào trong hư không. Từ giờ phút này, trên đời không còn sự tồn tại của thiên trưởng lão nữa, tiên khí kiếm hồn phản kích lại nhờ vào sức mạnh từ việc nuốt chửng kiếm nô. Lý Thanh Sơn có phòng bị từ lâu, con người bỗng trở nên sâu xa như biển rồi chợt đánh một quyền ở hư không bên cạnh, đi ra cho ta. Hư không rung chuyển kịch liệt, tiên khí kiếm ẩn hiện ở trong đó, một vệt đen lao tới cuốn lấy thân kiếm và lôi nó ra từ trong hư không. Còn ai ngoài Long Vương Mặc Hải nữa? Không đợi tiên khí kiếm ứng biến thì Sở Liệt Vương đã dốc sức ụp Thanh Châu Đỉnh xuống. Cuối cùng cũng kết thúc. Vô Úy Tăng nhìn cảnh này mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Thiên Long Thiền Viện cũng coi như vượt qua một kiếp nạn nữa. Huyễn ảnh, Long Vương Mặc Hải bay ra từ trong Thanh Châu Đỉnh rồi nói hai chữ. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1818, trận thế thật lớn. Sở Liệt Vương hơi nhướng mày, chỉ thấy tiên khí kiếm trong Thanh Châu Đỉnh dần tiêu tan, không ngờ chỉ là một tầng kiếm ảnh. Tiên khí kiếm không chỉ có dị năng lẻn vào trong hư không, mà còn lừa gạt được suy diễn bói toán của Linh Quy. Không ổn. Lý Thanh Sơn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên khí kiếm đã thoát ra khỏi hư không, hóa thành một ánh kiếm quanh co và hoàn toàn đi vào trong Chấn Ma Điện. Bây giờ cũng chỉ đành đợi Chấn Ma Điện đủ kiên cố, có thể chống đỡ được một mũi kiếm, cho họ có cơ hội ra tay lần thứ hai. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, đỉnh Chấn Ma Điện đột nhiên nứt ra một cái khe. Nếu bàn về mức độ kiên cố thì Chấn Ma Điện mạnh hơn Đại Hùng Bảo Điện lúc trước, bằng không cũng không thể giam cầm vạn ma trận, chấn áp ma quật. Tuy nhiên, ở dưới mũi kiếm của tiên khí kiếm thì nó lại yếu đuối tựa như tòa nhà bình thường. Lý Thanh Sơn lắc lắc đầu, dù sao tình cảnh này cũng không được tính là đặc biệt ngoài ý muốn. Chỉ nghe hắn nói với Sở Liệt Vương và Long Vương Mặc Hải ở bên cạnh, hai vị, chuẩn bị chấn áp ma quật một lần nữa đi. Sở Liệt Vương và Long Vương Mặc Hải đều không nói gì, vì họ cũng đã chuẩn bị tâm lý nhất định cho kết quả xấu nhất này rồi.
Suy cho cùng kẻ địch mạnh như vậy, chiến thắng được đã là cực kỳ không dễ dàng. Muốn ngăn cản đối phương bỏ chạy hoặc là phá hoại gần như là không thể. Mặc dù việc Chấn Ma Điện bị hủy rất gay go, nhưng ba người họ hợp lực đánh giết vài ma vương thì cũng không hề áp lực. Giờ phải xem ai dám đảm đương vị trí chim đầu đàn này thôi. Sau đó họ sẽ dùng thần khí Thanh Châu Đỉnh để chấn áp lần nữa. Ầm 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 ầm. Vết nứt nhanh chóng đến toàn bộ Chấn Ma Điện, ma khí tuôn ra từ trong vết nứt, cây cỏ xung quanh không khô héo thì cũng bắt đầu ma hóa, Chấn Ma Điện dần dần bị mai một trong ma khí cuồn cuộn. Tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, một cột ma khí cao chót vót, cấp tốc bành trướng rồi lan tràn đến mấy chục dặm, làm cho trời đất chìm trong tối tăm. Lý Thanh Sơn nhíu mày, đúng là trước giờ chưa từng thấy ma quật nào to lớn thế này. Không thể tưởng tượng được rằng trong lúc trước Thiên Long Thiền Viện chấn áp nó kiểu gì trong tình huống không có Thanh Châu Đỉnh. Trên Thanh Châu Đỉnh trong tay Sở Liệt Vương xuất hiện một hố đen cực kỳ rõ ràng. Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm túc rồi giơ chiếc đỉnh to lớn lên thật cao. Hai vị đạo hữu hãy giúp ta một tay. Không đợi họ trả lời, hắn đã thả người nhảy vào trong Thanh Châu Đỉnh. Chiếc đỉnh to lớn bay về phía ma quật. Biến lớn theo gió, càng ngày càng to lớn. Núi cao sông lớn ở phía trên cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nghiêm nghị. Nó mạnh mẽ chặn lại cột ma khí cao ngất, chậm rãi ép xuống phía dưới. Lý Thanh Sơn và Long Vương Mặc Hải đi tới trước ma quật, chuẩn bị đánh giết tất cả những kẻ ngăn cản và còn phải đề phòng tiên khí kiếm gây khó dễ từ bên trong lần nữa. Nhưng hai người đợi một lúc mà cũng không thấy tiên khí kiếm đánh lén, chỉ có từng luồng khí tức mạnh mẽ vọt tới từ trong ma quật. Mỗi một luồng khí tức đều là một ma vương. Thế trận này thật là lớn. Lý Thanh Sơn nhướng mày nói, không chỉ có 3 hay 5 ma vương kéo tới, cũng không phải là 10 hay 8 kẻ, mà có tới mấy chục tên, đạt tới số lượng ma vương tối đa có thể đi qua ma quật cùng một lúc rồi. Hiển nhiên là phía ma vực đã chuẩn bị sẵn sàng, tập hợp cả đám ma vương lại, chờ Chấn Ma Điện vừa bị đánh hạ thì lập tức phát động tiến công. Hơn nữa, những ma vương này không chen chúc lao đến, mà kết thành một chiến trận đơn giản. Phàm là người hơi có hiểu biết về ma vực đều biết, để hai ma vương chung sống hòa bình gần như là không thể. Nếu như mười mấy ma vương ở cùng nhau thì chẳng mấy chốc sẽ biến thành một trận hỗn chiến. Đây là do bản tính của ma tộc cũng như pháp tắc của ma vực quyết định. Đó là một thế giới không có sự tin tưởng và tràn ngập ác ý. Trừ phi có ma tộc cường đại hơn tiến hành chỉ huy, dùng sức mạnh tuyệt đối để tiến hành áp bức thì mới làm được chuyện này. Lý Thanh Sơn không khỏi nhớ tới kiếm khí khủng bố chôn vùi tất cả ở trong ma quật tại Nam Cương kia. Đây không còn là chiến đấu nữa, mà là chiến tranh đã được chủ tính từ lâu. Thanh Hà Phủ. Cột sáng lôi đỉnh nối liền trời đất, từng đàn côn trùng như mây như biển tràn vào cột sáng tựa như thiêu thân lao vào lửa. Cuồn cuộn không dứt tựa như che già măng mọc. Cố Nhạn Ảnh vung vẩy quạt giấy ngọc cốt, trăm cơn lốc xoáy bao phủ bảy côn trùng nhưng lại khó giết châu chấu một cách dễ dàng. Bỗng nhiên trong lòng nàng ớn lạnh, bởi vì Phi Thiên Hoàng Vương biến mất không còn tăm hơi trong tầm nhìn của nàng. Quạt giấy ngọc cốt vỗ về phía sau, cương phong ác liệt hòa với địa ngục nhiệt phong gào thét mà ra. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1819 Vô dụng. Đúng là phản ứng không chậm, chẳng qua ai cản ta thì phải chết, đấu ma phụ thể. Phi Thiên Hoàng Vương bỗng hiện thân rồi vung vẩy đôi cánh của mình, trên người bỗng bùng nổ ma khí kinh người, phủ thêm một lớp ma giáp toàn thân. Trên chiến kỳ ở phía sau bất ngờ viết hai chữ đấu ma, tốc độ nhanh hơn vài phần, ngược gió mà đi, không lùi mà tiến, đập về phía Cố Nhạn Ảnh. Cố Nhạn Ảnh nhíu mày lại, một đôi cánh ưng màu trưng dương ra ở phía sau, hiện ra phong thái nửa yêu. Nàng bay ngược về phía sau rồi kêu một tiếng, Lý Thanh Sơn, tới đây. Lý Thanh Sơn phá không mà tới rồi đánh một quyền về phía Phi Thiên Hoàng Vương. Bản thể của hắn đang chuyên tâm đối kháng với tàng kiếm phong, cho nên việc điều khiển phân thân ảnh trong gương hơi kém một chút. Khi thấy Phi Thiên Hoàng Vương lại sử dụng tới đấu ma phụ thể thì cũng kinh ngạc ở trong lòng. Quả nhiên bị hắn nhìn thấu.
dù không có khả năng suy diễn bói toán của Linh Quy, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, dựa vào cảnh giới yêu vương mà Phi Thiên Hoàng Vương cũng hiểu rõ diện mạo thật sự của Chấn Ma Đồ Lục, bù đắp cho khuyết điểm lớn nhất của bản thân. Nhưng đối với Lý Thanh Sơn mà nói, đó lại là tin tức xấu nhất, nó có nghĩa rằng không thể thực hiện được sách lược chém đầu. Đi chết đi! Phi Thiên Hoàng Vương vung cánh lên, hào quang sắc bén tựa lưỡi đao lóe lên. Ngực Lý Thanh Sơn nứt ra một vết thương to lớn, chỉ là trong đó không phải máu thịt mà là sóng nước biến ảo sóng sánh. Ngay sau đó, trước mắt lại hiện lên ánh hào quang, hắn cũng chỉ đành lùi về sau, dốc toàn lực khôi phục vết thương. Nhờ có Cố Nhạn Ảnh ra tay cứu viện mà phân thân ảnh trong gương mới không bị đánh tan hoàn toàn. Đôi cánh ba màu đỏ, trắng và đen bay vút lên, khi thì đan xen, khi thì chia lìa, tình thế chợt trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Khóe mắt Lý Thanh Sơn lướt qua phía dưới, chỉ thấy lốc xoáy không người điều khiển sụp đổ tiêu tan nhanh chóng trong sự phá hoại dữ dội của đám côn trùng. Bảy côn trùng không bị bất kỳ vật nào ngăn cản nên tràn hết vào trong ánh chớp, chỉ thấy lôi kiếp ngày càng mãnh liệt. Không được, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Thực lực của phân thân ảnh trong gương vẫn quá yếu, đối phó với một yêu vương bình thường thì còn dễ, chứ đối phó với một đại yêu vương thì lực vẫn chưa đủ. Cứ tiếp tục như thế thì chỉ có thể nhìn Linh Vương Kim Thiền bị sét đánh chết thôi. Chết tiệt, hai bên đều khó đối phó như nhau. Vô dụng, vô dụng. Phi Thiên Hoàng Vương cười to ầm ĩ, chạy ngang dọc như bay ở chân trời tựa như một tia chớp màu đen, lấy một địch hai, thỉnh thoảng lại triệu tập đám châu chấu đến trợ uy. Lý Thanh Sơn và Cố Nhạn Ảnh chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, không có chút tác dụng ngăn cản nào. Phi Thiên Hoàng Vương, đầu nguồn nạn châu chấu đang ở đây, hai vị còn muốn tiếp tục xem cuộc vui sao? Cố Nhạn Ảnh cất cao giọng nói. Nhạc Vũ Dương và Kim Phú Quý nhìn nhau, họ vẫn đang nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt Phi Thiên Hoàng Vương, bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất. Vốn muốn chờ Phi Thiên Hoàng Vương và Linh Vương Kim Thiền đánh mệt bở hơi tai thì họ ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Nhưng thấy thực lực sau khi ma hóa của Phi Thiên Hoàng Vương thì họ không thể không thừa nhận, nếu Phi Thiên Hoàng Vương một lòng muốn bỏ trốn thì họ không thể giữ hắn được, cho nên không do dự nữa. Hắc Vân Sa Ngục, Hoành Tảo Thiên Quân. Một tiếng phượng hót vang lên, phượng hoàng bay vút lên cao mà hét, đại phụ thân, ta đến giúp người. La Ti Chu Hậu đứng ở trên lưng tiểu phượng hoàng, trong miệng phun ra vạn sợi tơ nhện. Đại Phật Sơn, ma khí ngút trời tựa như khói. Tình thế chuyển biến đột ngột, kẻ thù của họ không còn một tên nào là người, mà thanh kiếm nào đó còn là ma vực rộng lớn vô biên, e rằng ở phía sau. Mấy chục ma vương kia còn có càng nhiều đại quân ma tộc. Trước kia, bất kỳ lần nào ma vực xâm lược đều phải tập hợp sức mạnh cửu châu thiên hạ cùng đối kháng. Đây là chiến tranh của hai thế giới, tác dụng của cá nhân bị cắt giảm rất nhiều. Cho dù ba người Lý Thanh Sơn là cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng khó mà ngăn cản đại chiến bùng nổ. Bất Nộ Tăng nhìn ma khí nuốt chừng Đại Phật Sơn mà nắm chặt nắm đấm, tựa như nhìn thấy từng bị bức tượng Phật bích họa phai màu bong chóc. Kinh văn được khắc trên bia đá dần mở đi, nghĩ vậy mà viền mắt hắn hơi ướt át. Phật tính Phật quang chất chứa ở trong núi đá cây cỏ bị gột rửa sạch sẽ. Dù áp chế được ma quật lần nữa thì e rằng cũng cần cả ngàn năm để khôi phục hoàn toàn diện mạo cũ, mà cũng chẳng bao lâu thì linh mạch cũng sẽ bị ô nhiễm. Thiên Long Thiền Viện bị hủy rồi. Không biết tăng lữ nào phát ra một tiếng hô ai oán, chúng tăng dồn dập rơi lệ, thậm chí còn khóc giống thất thanh, trong chốc lát tiếng kêu than đã vang khắp trời đất. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1820, Đại Phật Sơn. Đối với họ mà nói, Thiên Long Thiền Viện giống như quê hương đối với phàm nhân, dù tâm tính tu vi có cao đến đâu thì lúc này cũng tâm trạng cũng không khỏi bị khuấy động, khó tự kiềm chế. Vô úy thân là phương trượng mà không bảo vệ được tự, thẹn với tiên hiền, chết muôn lần cũng không hết tội. Vô úy tăng quỳ rạp xuống đất về phía Đại Phật Sơn, vậy mà Thiên Long Thiền Viện lại bị hủy trong tay hắn. Sư huynh không cần tự trách quá,
nếu ma vực quyết tâm xâm lấn thì chẳng ai có cách hết. Bất Nộ Tăng khuyên nhủ, mặc dù cũng cực kỳ đau buồn phẫn nộ nhưng hắn trấn thủ trấn ma điện nhiều năm nên cũng chuẩn bị tâm lý từ sớm. Thậm chí còn dự đoán được tình cảnh này sẽ xảy ra, bởi vì Thiên Long Thiền Viện vốn được xây trên miệng núi lửa. Thiên hạ Thái Bình mấy ngàn năm, ma tộc chỉ là công chủ để tôi luyện đối với đệ tử Thiên Long Thiền Viện, cho nên rất dễ dàng khiến người ta lơ là sự cường đại của ma vực. Hơn nữa ma quật vốn là đường nối do ma vực mở ra để tiến công, mà ma quật ở phía sau Đại Phật Sơn lại khổng lồ như thế. Dù có trấn ma điện trấn áp thì chắc chắn cũng dễ hơn mở một ma quật mới. Tựa như cuộc giao chiến giữa hai nước, Thiên Long Thiền Viện chỉ tương đương với một tòa thành kiên cố ở vùng biên cương mà thôi. Cho dù không có Tàng Kiếm Phong làm nội ứng mở cửa thành thì cuối cùng cũng khó mà chống chọi được cuộn tiến công quy mô lớn của ma vực. Đếm những trận chiến tranh trong quá khứ, có bao nhiêu thần quốc dị nhân cường thịnh bị hủy trong tai họa ma vực rồi. Bất kể là về bề dày lịch sử hay thực lực thì e rằng những thần quốc kia đều không kém gì Thiên Long Thiền Viện. Mà đừng nói Thiên Long Thiền Viện, chỉ sợ toàn bộ thế giới Cửu Châu đều chỉ là một tòa thành kiên cố đối với ma vực mà thôi. Hai vị đạo hữu hãy giết chết quần ma giúp ra, tận lực trấn áp ma quật, sau này chắc chắn hậu tạ. Sở Liệt Vương thành khẩn đến mức gần như khiêm nhường, cục diện như này thì ai cũng có thể rút lui. Nhưng hắn thân là Sở Vương, kế thừa di chí của các đời tiên vương, có trách nhiệm gìn giữ đất đai cho nên không thể rút lui. Dù biết chuyện không thể được thì cũng phải dốc sức đánh cược một lần. Long Vương Mặc Hải và Lý Thanh Sơn đều không trả lời. Trong lòng Sở Liệt Vương cảm thấy nặng nề, nếu như không có họ hỗ trợ thì thật sự khỏi cần thử luôn. Long Vương Mặc Hải lại hóa thành hình rồng, dạo một vòng ở quanh ma quật làm dấy lên mây đen đầy trời. Chúng tụ lại về phía ma quật, áp chế ma khí cuồn cuộn, giúp đỡ Sở Liệt Vương chấn áp ma quật. Lý Thanh Sơn thì lại khôi phục thân hình bình thường, nhỏ giọng niệm một tiếng đấu ma phụ thể rồi bước vào trong ma khí cuồn cuộn, vung mặt lộ cuồng hoa đao lên, chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng bên Thanh Hà Phủ thông qua phân thân ảnh trong gương, tâm trạng càng ngày càng trầm trọng. Mặc dù mọi người hợp lực sẽ ngăn chặn được Phi Thiên Hoàng Vương, nhưng vẫn khó mà ngăn cản Phi Thiên Hoàng Vương điên cuồng báo thù như cũ. Cũng giống như khó mà ngăn cản tiên khí kiếm phá hoại trấn ma điện vậy, tình thế hai bên đều không hẹn mà cùng càng ngày càng nát. Vào đúng lúc này, hắn cực kỳ nhớ Tiểu An, cũng vô cùng lo lắng không biết đến cùng nàng thế nào rồi. Tiểu An, đến, Đại Phật, Sơn mau, mau. Giọng nói của Lý Thanh Sơn trong Ngọc Phủ đưa tin đứt quãng, Tiểu An trầm ngâm một lát nhưng vẫn cất đi chứ không bóp nát. Bốn phía xung quanh đều bị sương mù bao phủ, hiện lên màu xám cho, cực kỳ sền sệt, đè ở trên người mà như có trọng lượng. Tràn vào trong cơ thể thông qua mỗi một lỗ chân lông, lan đến tâm hải khiến người ta ngột ngạt tuyệt vọng. Vẻ mặt Tiểu An im lìm, không đau khổ cũng không vui mừng. Con người kỳ ảo xuyên qua sương mù dày đặc nhưng lại bị một tầng cản trở bởi một tầng ngăn cách vô hình. Dường như nơi này không thuộc về Cửu Châu nữa, mà bị quăng đến một bên mép của thế giới. Như nhìn xuống từ bầu trời cực cao, vạn quỷ uyên bị bao phủ trong hình bán cầu, trong đó tràn ngập sương mù phun trào. Tựa như có một con quái thú vô hình nuốt toàn bộ vạn quỷ uyên vào rồi từ từ tiêu hóa. Tất cả những thứ này bắt đầu từ lúc nàng cắm chiếc chìa khóa đó vào ngạ quỷ môn, khi nàng xoay chìa khóa. Muốn dẫn ít thi quỷ đi vào để làm quân lương tu hành thì ngạ quỷ môn đột ngột mở rộng, hóa thành một hình cầu rồi nuốt toàn bộ vạn quỷ uyên vào. Nàng đã trải qua trận chiến ở phần Khiêu Sơn rồi nên biết giới vực này đang bị ngạ quỷ đạo nuốt chừng, hơn nữa kẻ địch cường đại hơn thi vương nhiều nên mới có thể mở. Rộng ngạ quỷ môn đến mức này trong nháy mắt, khiến nàng phản ứng không kịp. Các bạn vừa nghe xong tập 182 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả.
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.